Genesis Lab, hein, c'est ce que vous avez pendant les 3 mois. Genesis Lab là một giai đoạn kéo dài 3 tháng. Vậy Genesis Lab là gì? Mục đích là tạo ra hoặc kiểm tra lại, hoàn chỉnh lại kế hoạch kinh doanh của bạn trong vòng 5 năm để thiết lập một kế hoạch kinh doanh rõ ràng cùng một chiến lược cho toàn bộ dự án. Như vậy, giai đoạn đó là thật sự để làm việc với kế hoạch kinh doanh và chiến lược của nó. Và theo tôi, đã được một kế hoạch hành động dự án của bạn về mặt marketing, về mặt bán sản phẩm, về cách tiếp thị với thị trường, về sự phát triển của sản phẩm, một kế hoạch kinh doanh được chấp nhận và tán thành. Để đạt được như vậy, trong vòng 3 tháng, bạn sẽ phải tham gia 35 hội thảo được kéo dài suốt 9 tuần. Và trong tháng đầu tiên, chúng ta sẽ đề cập đến giải pháp giá trị, phân khúc khách hàng, các yếu tố thị trường, cách hành động có hiệu quả, đặc biệt theo phương pháp tinh gọn và nhanh nhẹn. Và bạn sẽ tập thuyết trình bài pitch. Chúng ta đã xem xét bài pitch trong module trước đó, nhưng ý nghĩa của nó là thuyết phục người khác về kế hoạch kinh doanh của bạn. Tháng thứ hai, bạn sẽ làm việc tập trung với đội nhóm của bạn và tư cách lãnh đạo. Bản thân tôi là chủ của một dự án. Tôi được phản biện. Họ sẽ nhận ra bạn có khả năng hay không. Điều đó là quan trọng. Tiếp theo là những vấn đề liên quan đến tài chính, đến mô hình kinh doanh và tất cả các vấn đề liên quan đến mặt pháp lý. Tháng thứ ba sẽ có một seminar 3 ngày nhằm hoàn chỉnh cho kế hoạch kinh doanh và lộ trình của dự án để được giới thiệu trước hội đồng tuyển chọn. Mỗi tháng, trong thời gian 3 tháng đó, sẽ có một cuộc shaker, máy lắc. Có nghĩa là bạn sẽ vào một phòng, trong đó có 10 người, sẽ có nhiệm vụ làm bạn rung chuyển. Có nghĩa là họ sẽ đặt ra những câu hỏi về mọi mặt của dự án, đội nhóm, sản phẩm, tài chính, thị trường. Mục đích đặt ra những câu hỏi như thế là để đánh giá 1. Sự tiến bộ dự án của bạn. 2. Để kiểm tra khả năng trả lời những câu hỏi mà bạn sẽ nhận khi bạn thuyết trình bài pitch, khi những người khác muốn nhận thêm thông tin về doanh nghiệp của bạn, một lần nữa là để đóng góp cho bạn. Một mặt khác, bạn có thể sẽ cần những phòng thí nghiệm để phát triển hoặc để nghiên cứu thêm sản phẩm của bạn, để phát triển đội nhóm, vân vân. Thực tế là anh Coop Alliance có thể làm môi giới cho bạn để tiếp xúc với các phòng thí nghiệm trên cao nguyên Saclay.